Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè Nhưng nó luôn đem lại cho chúng ta những người bạn đúng nghĩa Ở Trong phụng vụ của giáo hội Chỉ có 3 ngày là mừng sinh nhật mà thôi Anh chị em biết ai được mừng sinh nhật vào trong lịch phụng vụ không ạ? À? Chúa Giêsu là dĩ nhiên rồi, chúng ta biết ngày Giáng sinh, rồi ai nữa cơ? Đức mẹ và Thánh Gioan Tẩy giả. Tại sao vậy cơ? Tại sao Thánh Gioan Tẩy giả lại được mừng một cách long trọng như vậy trong khi tất cả các thánh khác là chỉ mừng vào cái ngày mà các ngài qua đời, ngày tử đạo mà thôi. Có nhiều lý do. Một trong những cái lý do không có ở trong giáo hội không có ghi thành văn bản nhưng đã từ lâu lắm rồi. Các thánh giáo phụ đã nói rằng Thánh Gioan Tẩy giả khi mà còn ở trong lòng mẹ khi mà Đức Maria đến chào bà Isabel thì lúc đó Gioan Tẩy giả đã nhảy mừng ở trong lòng của bà Isabel và lúc đó Gioan Tẩy giả đã được khỏi tội tổ tông truyền. Đó là cái lý do mà các thánh giáo phụ nói rằng thánh Gioan Tẩy giả rất là cao trọng. Và chính Chúa Giêsu cũng đã nói đề cao vai trò của Gioan, ngài đã nói rằng tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đất lọt lòng mẹ Chưa từng có ai cao trọng hơn Doan Tể Giả Và Doan Tể Giả là người đã có vinh dự Làm phép rửa cho Đức Giêsu Kitô ở sông Jordan Đan Rồi Doan Tể Giả lại là người đã dám hy sinh tất cả vì Đức Giêsu Kitô những cái điều mà Thánh Doan Tẩy Giả làm cho Đức Giêsu Kitô chúng ta có thể thấy được ở trong Kinh Thánh ghi lại. Thứ nhất đó là ông đã hy sinh cả cuộc đời của mình Ông vào ở trong hoang địa cho đến ngày ông đi ra ngoài để gặp dân Israel là chuẩn bị cho cái sứ vụ của Ngài. Rồi Doan Tẩy Giả có những người đệ tử thân thương thì Ngài đã gặp Chúa giê và giới thiệu đây là Chiên Thiên Chúa và hai môn đệ đã bỏ Ngài để đi theo Đức giê xu -tô. Và cái hy sinh lớn nhất đó là hy sinh chính tính mạng của Ngài để nói lên sự thật để binh vực cho sự thật và sự thật đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ Gioan Tẩy giả đã bị chém đầu là chỉ vì dám nói thẳng nói thật ở trong một cái chế độ mà quân chủ lập hiến vua là trên hết mà dám nói với nhà vua rằng ông không được lấy vợ của anh của ông bởi vì cái đó là sai với thuân luân thường đạo lý. Nói với vua như vậy thì chết chắc nhưng mà doan tỷ giả đã dám nói thẳng nói thật doan tỷ giả đã nói thẳng nói thật với những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là những người pha-ri-siêu và biệt phái thì các nhà lãnh đạo tôn giáo đến để xin làm phép lửa thì ngài đã nói thẳng với họ nòi rắn độc kia ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của thiên chúa các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối cái rìu đã đặt sát gốc cây Bất cứ cây nào không sinh hoa trái thì đều bị chặt và quăng vào lửa. Đấy, nói, nói với những nhà lãnh đạo tôn giáo, Ngài đã không có sợ hãi và Ngài đã nói thẳng, nói thật. Chính vì những lý do đó mà giáo hội đã đặt Ngài làm như là một cái thánh lễ rất là long trọng. Và thánh lễ đó dù rơi vào ngày Chủ nhật, thì ngày Chủ nhật vẫn là ở dưới cái lễ trọng kính Thánh Doan tỷ Giả như hôm nay chẳng hạn. Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, sống ở trong một cái xã hội mà ở nơi đây cũng như ở Việt Nam đầy tràn những cái sự gian dối. Thì ngày hôm nay mừng lễ Thánh Doan Tề Giả, chúng ta lại học được nơi Ngài là hãy sống thành thật. Đây là một trong những nhân đức nổi bật nhất của Thánh Doan Tề Giả. Và vì dám nói thẳng nói thật cho nên Ngài đã chấp nhận tất cả những hy sinh. Hãy nói gương Thánh Doan Tề Giả thưa anh chị em bởi vì ngài ngoài cái việc khiêm nhường ra ngài còn dám nói lên sự thật ngài dám sống thật và ngài dám làm chứng cho sự thật chấp nhận tất cả những cái sự bách hại chấp nhận tất cả những cái thiệt thòi cho bản thân cho gia đình và kể cả mạng sống của mình hôm nay chúng ta nhìn vào gương của ngài rồi chúng ta bắt trước chúng ta đừng có gọi là sống cái kiểu gian dối quanh co lừa đảo nhưng hãy sống thật thà ngay thẳng, bởi vì những cái sự gian dối, những cái sự mà không thật, những cái sự mà chúng ta thấy quanh co đó nó đem lại rất nhiều những cái hậu quả tệ hại cho chính chúng ta, cho con cái của mình, cho gia đình của mình, cho cộng đoàn và cho xã hội này. Sách châm ngôn ở chương 1 câu 11 nói rất rõ: "Hãy giữ mình chớ kêu ca vô ích" Giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu, dèm pha. Nói trùng, nói lén, luôn gây hậu quả. Ăn gian, nói dối, giết hại linh hồn. Để sách châm ngôn khuyên chúng ta là đừng có nói hành, nói xấu và nhất là đừng có gian dối bởi vì nó sẽ giết hại linh hồn của mình. Khi ta gian dối, thưa anh chị em, mình sẽ phải lãnh nhận những cái hậu quả rất là bi đát. Mà cái hậu quả đầu tiên đó ở Mỹ này chúng ta thấy rõ ràng lắm là mình sẽ bị lôi thôi với chính quyền. Báo chí đăng rất là nhiều về những cái gọi là ở gian dối của tất cả mọi người, trong đó có người Việt của chúng ta. Ở bên Canada có một anh đó, anh ấy đụng xe. Ở bên đó anh chị em biết bảo hiểm không phải 100, 200 ngàn như bên này đâu. Bảo hiểm bên đó là một triệu. Anh bị đụng xe. Sau đó anh đi khai với lại chính phủ là anh ấy bị Gọi là, gọi là, handicap bị không còn sức lao động nữa xách cái gì lên 10 bao cũng không được 5 bao cũng không xong bác sĩ ký giấy cho rồi xong hai ba năm sau ăn tiền không sao cả đến hôm ở nhà của anh bị cái mái nhà nó bị dột mới kêu anh em tới để phụ leo lên cũng vác nghĩa là những cái giấy dầu cuộn giấy dầu lên để lợp mái nhà ngon lành một tháng sau chính phủ gọi lên chụp hình tất cả những cái gì anh ta làm ở đó và truy thu lại tất cả những tiền mà anh ta đã lãnh. Rồi ở bên California, rồi bên Maryland, anh chị em thấy chẳng hạn như ngày 27 tháng 2 năm 2007, tôi thấy ở trong Internet ghi là hai ông bà Huỳnh Kim Định ở Maryland bị 5 năm tù ở, 3 năm tù treo và phải trả cho sở thuế 330.274 đồng và còn bị phạt 250 ngàn vì cái tội khai gian thuế lợi tức. Ông bà ta vẫn nói là một sự thất tín thì vạn sự chẳng tin. Mình là linh mục, mình là tu sĩ, mình là cha, là mẹ, mình là ông bà mà mình gian dối. Thì mình không thể nào dạy những người dưới được. Con cái của mình nó sẽ nhìn thấy mình gian dối và nó sẽ bắt trước. Và như vậy thì cái hậu quả nó vô cùng là bi đát thưa anh chị em. Ở trong sách châm sách huấn ca chương 10 câu 7 cũng nói khi gian dối là mình mất bạn mất bè bởi vì không có ai thích làm bạn với những kẻ gian dối cả. Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng, đều coi gian dối là khả ố. Và tệ nhất đó là khi chúng ta sống trong gian dối thì chúng ta tự động trở thành con cái của ma quỷ. Ngay từ đầu ma quỷ đã là tên sát nhân nó đã không đứng về phía sự thật Vì sự thật không ở trong nó Khi nó nói dối là nó nói dối theo bản tính của nó Bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối Chúa Giêsu nói rõ ràng ở trong tin mừng Thánh Gioan Vì thế cho nên khi tôi và anh chị em chúng ta gian dối Là lúc đó chúng ta đang từ khước cái gọi là cái tình nghĩa tử với Thiên Chúa là sự thật và chúng ta trở thành con cái của ma quỷ. Nói cho nên hôm nay lời chúa mời gọi mỗi người chúng ta là hãy sống thật thà hãy sống ngay thẳng ở trong những cái công việc rất nhỏ ở trong gia đình thôi là cha là mẹ khi anh chị em hứa với con cái điều gì thì anh chị em hãy giữ lời bởi vì nếu mình không có giữ lời với con cái của mình nó sẽ không bao giờ tin tưởng mình nữa có những người nói rằng nghĩa là nói dối nó gọi là white lie nói dối mà không hại gì đến ai thì không có sao cả có sao đấy anh chị em chứ không phải không có sao đâu bởi vì khi mà mình nói dối mình cứ nói hoài nói hoài như vậy nó trở thành một cái bản tính thứ hai của mình mà mình không biết hôm nay mình nói dối cái nhỏ mai mình nói dối cái lớn hơn và mình không nhận ra được đó là cái lớn mà mình cứ cho đó là cái nhỏ cho nên rất là nguy hiểm thưa anh chị em con cái của anh chị em nếu nó làm một cái gì đó sai trái nếu nó làm cái gì đó lỗi Mà nó dám nhận lỗi Mà nó xin lỗi Anh chị em đừng cứ vì thế mà trừng phạt chúng nó Bởi vì có nhiều khi nó nói thật Mình phạt nó Lần sau nó sẽ nói dối để nó khỏi bị phạt Và cho nên cái này rất quan trọng thôi anh chị em Ở trong gia đình chúng ta Chúng ta phải làm sao đó để mà gieo cái hạt giống của sự thật Bởi vì khi chúng ta nói thật, sống thật Khi chúng ta dám binh vực cho sự thật Lúc đó chúng ta sẽ được bình an John Lennon đã nói rằng thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn đem lại cho chúng ta những người bạn đúng nghĩa. Sống thật thà nhiều khi mình bị thiệt thòi nhưng mà đó là cái điều nó lợi cho chúng ta cả về phần xác lẫn về phần hồn. Điều thứ ba nữa là xin anh chị em nếu mà có ai đó mà người ta từ chối mình hình như có lần tôi đã thưa với anh chị em rồi. Ví dụ như bây giờ có ai đó mời mình bảo Ồ ngày mai mời cha lại ăn sinh nhật của đứa con của con Mà nếu tôi đi không được Tôi sẽ nói Ồ xin lỗi tôi đi không được Đừng có lại tiếp tục hỏi Tại sao cha đi không được Lúc đó tôi sẽ phải lại kiếm lý do Mà thường thường những lý do đó là xạo không à Anh chị em để ý không Có con... Ồ ngày mai bận Bận gì về Người Mỹ đó họ hay lắm anh chị em I have another commitment. Sorry, I cannot come. vậy thôi ngắn gọn cho nên nếu anh chị em mà không đi được mình không làm được cái gì mình chỉ việc nói là xin lỗi tôi không đi được và khi người ta đã nói như vậy thì anh chị em đừng có hỏi cho đến kỳ cùng lạc lỗ đừng có mà cứ hỏi cho đến khi nào ra lẽ thì thôi nha. cái đó là giúp cho chính mình và giúp cho người khác không có nói dối và cuối cùng đó là để không nói dối để có thể sống sự thật được chúng ta phải chạy đến với Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chịu khó tham dự thánh lễ, chịu khó đến xưng tội. Khi chúng ta lỡ nói dối, khi chúng ta lỡ sống gian ngoa mà chúng ta chạy đến với Chúa xin Chúa tha thứ cho chúng ta qua bí tích giải tội thì lần sau chúng ta sẽ nghĩa là có khả năng để chúng ta sống thật hơn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta để chúng ta nhận ra được những cái nguy hiểm của sự gian dối. Và chúng ta nhận ra được những cái hoa quả khi chúng ta sống sự thật. Để rồi nhờ đó chúng ta sẽ quyết tâm sửa đổi. Và nhất là chúng ta luôn luôn làm chứng cho Chúa ở mọi nơi, mọi lúc.